Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 1609/2022 phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022-2030. Phấn đấu đến năm 2030, cả nước xóa bỏ 100% phòng học mầm non tạm. Chương trình nhằm hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn, tăng cơ hội đảm bảo công bằng cho trẻ em được tiếp cận giáo dục mầm non có chất lượng, phấn đấu bảo đảm các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất trường lớp, rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền, góp phần sau đó giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội, bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị văn hóa cho vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Chương trình đề ra mục tiêu hàng năm 100% trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non vùng khó khăn được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non phù hợp với điều kiện vùng miền, dân tộc và đặc điểm riêng của trẻ. Đến năm 2030, có ít nhất 25% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và 95% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo vùng khó khăn được đến trường, trong đó có 60% được tăng cường tiếng Việt, bồi dưỡng 60% giáo viên biết sử dụng tiếng mẹ đẻ của trẻ, đảm bảo định mức giáo viên trên một nhóm lớp theo quy định và xóa bỏ 100% phòng học nhờ, phòng học tạm.